Đây và Quỳnh làm cua. Nhiều đề mua nhiều Quỳnh. 170 ngàn của bà Tí mua. Mấy con cua? 5 con, chắc cả tí. 5 con cua. 5 con tí. Đó, có gặp luôn các bạn. Quỳnh sao kẹp đưa cái con cua lên đó Quỳnh. Em mới sơ chế đúng không? Đó. Đó, có gặp luôn. Được. Đó, cái này mua giùm ở chợ Bình Điền á, 5 con 170 ngàn đồng một ký á. Đó. Sơ chế rồi, hồi nãy mà không quay sơ chế. Nó mấy cái càng cua đó nè. Đó, gạch cua nè, đã không? Đó, ok, còn cái càng cua kế bên. Rồi, vô đâu nó 5 con mà được nhiêu đây? 1 2. Ủa đâu tới 5 con Quỳnh? 5 con anh. 5 con hả? Ừ. Này 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ok, 5 con cua. 5 con cua 170 ngàn đồng. Đây là giá do quen biết ở chợ Bình Điền mua được. Ừ. Rồi, ok. Qua đây tới thằng Quy làm me. Ừ. Làm để cho hàng nhỏ này ăn nè. Đó. Con su và con xin. Bây giờ là đập. Đập cua. Để đi. Góc nhà mình nhỏ thì vậy thôi. Vậy đó. Hay đập chết. Thôi được rồi. Ở cái dài kìa, cái cây kéo có cầm. Thôi được rồi, cái kéo nó phải đã hơn. Để đi tăng lên không ạ? Ok. Rồi, chuẩn bị nấu. Đấy, nhà của Quỳnh. Rồi, Quỳnh đại gia. Bữa nay là đại gia Quỳnh. Thấy con nó thèm quá mua. 170 ngàn, tính là cũng rẻ chứ Quỳnh. Rẻ thiệt á. Hay gì bữa nay ăn nhiều mình ăn ít lại chút. Ừ. Nhà chợ muốn tương đương 150 rồi. Nhiều 150. Ừ. Đồ nó mất cái năm cá rồi. Chứ nói cua 170 rẻ mà. Vậy. Ý là bằng nhà chợ mình á, hay gì mình mua 150 mua nhiều không cô, 170 thôi. Đó. Nấu trước nhà. Nhỏ kia ngồi nhìn thấy cua ngồi nhìn hoài luôn. Nó ăn cua. Thích tỏi hả? À? Thích nhiều tỏi hả? À? Tỏi nhiều rồi. Đậm bộ luôn. Nó chù. Con vui con chù. Ừ. Là xử lý của mè chứ hả? Hay là xử lý cua chứ? Cua, xài cho nó xăng. Ừ, thơm quá. Đồ mè đủ hả? Đủ. Đủ vô pha đi. Ừ. Để vàng rồi. À. Ừ.
cô kia lỡ ngồi chăm chú luôn mê cua. Vậy đây bột ngọt nè, nước mắm, rồi nước mắm ngon quá. Đều có tép mỡ bỏ vô. Ừ đúng rồi ha. Chú tép mỡ. Nhiều cái nhạc như đứa nhỏ nó mong mỡ. Ừ. Nếu Ngọc có bán được rồi nó nhờ có tép mỡ thì ngon. Ừ. Từ nhỏ nó không có bổ sung chút xíu nào luôn. Ừ. Mới thức dậy hả? Mới thức dậy luôn. Ngủ tới giờ này luôn. Tới vậy hai đứa còn chưa chịu ngủ. Giỡn. Rồi. Hôm nay giống ngủ trước đâu. Ngủ trước bắt áo một cái là bể cái gì mà không thể mở. Trời ơi, như me vô hả? Xăng rồi. Rồi chuyện cái hộp á. Wow. Niêm lại chưa? Nay phải bỏ đường nhiều rồi. Ừ. Hôm nay là không được. Đường đâu? Chưa thấy đường. Dây. Bà Bảy đậm đà em. Bá Huỳnh ngọt ngào. Đó con chù đó. Mặt nó không có mùi xuân. Ủa gì còn cái gạch kìa. Thử đó, coi, thử coi. Đỡ sôi vô mới bỏ lại. Bỏ thêm vô để chắc phải thêm đường đúng không? Bỏ thêm đường. Nhưng mà đủ rồi. Lát lấy cái nước chấm cơm. Con chưa nếm mà quỳnh bỏ liên tục à, quen tay à, quen tay nếm là ok chưa nghĩ vậy mày mặn không cái mắm nó không muốn. Còn cái gạch là cho sau cùng hả? Đâu có, em bỏ vô tới giờ. Hả? Rồi xong chưa? Vô, vô. Tại quần nó có duyên nên ok. Hả? Con cười như con trụ. Mặt nó đỏ ao à. Ừ. Không biết chứ sao. Ừ. Chua à? Thấy mình có hai ba muỗng đường đâu có đủ.
Đây. Đến đi. Quá. Đằng kia bà ngoại đang chiên đậu hũ. Ủa bữa nay chủ nhật bà dì bán cà ri gà đúng không ta? À quên. Đây dì nương. Rồi chưa chín chưa? Chưa đâu, em sắc xuống nữa. Cho nó cạn một xíu đúng không? Dạ lấy nước nó bỏ cơm mà. Được rồi. Hả? Thơm á. Ngọt mà. Ê hả, hả chua hả? Chua chua thôi à. Chua chua ngọt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Trong tương lai là Quỳnh sẽ làm một cái video về bếp nhà Quỳnh. Kênh video. Ngày mốt là Quỳnh làm. Quay video. Mỗi ngày một món đồng quê ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Trên núi Chứa Chan, Gia Lào.